làm sao vậy? Chân anh bị thương rồi, để em cõng anh về ấp nha. Cô có nhìn thấy chiếc tàu kia không? Dạ thấy. Giật chốt, ném vô tàu. Dạ, em làm được. Tạm đưa anh em về Thạnh Vĩnh chữa trị thương binh, chôn cất những chiến sĩ đã hy sinh rồi ăn mừng chiến thắng. Thôi mày hãy lên đường sau. Theo tôi, chôn cất anh em chiến sĩ hy sinh xong, ta nên đưa tất cả thương binh qua sông trong đêm nay đi phòng ông bè tập kích. Am bè tập kích tôi tiếc là không bắt được nó, để tới anh em giờ cho già nó cũng không dám động vào bộ đội của Lâm Mục Phạt. Qua sông đêm nay mình vừa như sợ nó vừa phụ lòng bà con sao được. Chào tía, con biết thế nào tía cũng ra. Tía thấy con đánh đẹp bằng bộ đội võ bá thi không tía? Nè, bỏ qua cái chuyện mới rồi cho tía phải không? Chúng mày về bắt Mồ Khoan mừng thịt, mừng bộ đội của Bái Phàng, đồng ý không? Ông có biết thằng hai nhà mình bị thương rồi không? Tôi có hỏi thăm, nghe nói nó đã qua sông trước khi có tiếng súng nổ. Cậu có thấy thằng hai nhà tôi đâu không? Hả? Dạ thấy, đừng ở dưới bến á. Con chào ba má. Ba má đi đâu vậy? Con. Ba má tưởng con sao? Con khó chết lắm đó. Con. Con bị thương có nặng lắm không con? Dạ con không sao, con chỉ bị thương nhẹ thôi má. Bây giờ con phải đi liền. Ba, ba tìm cái gì vậy? Tao đi tìm con Sáu. Mày bày đặt cho nó dở ngói rồi hẹn nó ở đây. Bây giờ mày giấu nó đâu? Phải nói ngay. Nó lại trốn nữa rồi hả ba? Con xin thề với ba, bây giờ nghe ba nói con mới biết. Trước khi đi con đã dặn nó. Mày gặp nó hồi nào? Nó bị nhốt, tao đã cấm nó tiếp xúc với mọi người. Nó không có về, tao tự mày luôn. Về. Thôi con lên thuyền đi, để mọi người chờ. Đừng có trách ba con, đi bình an nghe con. Dạ, má về đi. Nè, cầm đũa lên ăn đi em. Tôi không ăn, đang muốn chết đây. Tụi bay coi ăn đi rồi còn đi làm.
ngồi cả đống con gái à. Tao mà còn ngán đừng nói chi ba tụi bay. Tụi bay mà đi bộ đội hết á, tao nhẹ gánh. Cha mẹ sanh con, trời sanh tánh, việc gì phải phát bệnh vì chúng nó cho cực mình. Bà nói ông trời sanh tánh nó à? Ông trời có đánh tay đâu mà bảo ông trời sanh ra tụi nó cái tánh đòi đi bộ đội. Bà không tiếp tay cho tụi nó thì tụi nó có dám qua mặt coi cái nhà này không có tôi không? Ông nói vậy làm sao tôi nghe vô chứ. Con Bảy nó sợ ông một phép, một hai xin lỗi ông rồi. Chỉ tại vì con Sáu nó trốn đi, ông đánh nó quá tay nên nó đâm ra lì. Không lỗi tại ông thì tại ai? Tôi còn đánh nó nữa. Nếu nó không chịu chỉ ra chỗ con Sáu trốn, đánh cho tới chừng nào nó bỏ cái tật cứng đầu của nó. Tôi đẻ ra chúng nó, chỉ có chúng nó thua chứ tôi không chịu thua chúng nó. Đứa chạy trốn á thì không bắt được, lại đánh đứa ở nhà, giận cá chém thớt. Tôi không thấy ai dạy con kỳ như ông vậy đó. Bà thách tôi à? Tôi đánh nó nữa để bà coi tôi dạy nó có được hay không. Ông ơi ông, ông ơi, tôi trót lỡ rối quá lời. Tôi xin lỗi ông, đừng đánh nó nữa, tội nghiệp mà. Bà lui ra để bà coi tôi thắng nó hay nó thắng tôi. Vậy là làm sao? Bộ nhà này có tiên hiện lên giúp mày hay sao? Ai mang cơm cho mày? Tôi xin ông, tôi thấy nó tội nghiệp quá à. Tôi lén ông mang cơm tới cho nó. Bây giờ bà còn nói cha mẹ sanh con trời sanh tính nữa không nào? Tháo nào mọi khi chậm bữa một chút thì chúng nó kêu đói hả? Bây giờ nhịn cả tuần mà tôi thấy đứa nào đứa nấy mập ú hết trơn hết trọi, rồi đây tụi nó thi nhau hư để được nhốt khỏi phải làm cơm ngon mang đến tận miệng. Bà dạy con theo kiểu đó hả? Tôi biết lỗi, tôi xin lỗi ông rồi. Mày dạ. Bây giờ còn sao ở đâu? Bây giờ chỉ có tao với mày. Sẽ mai là người thân. Con đã nói với bà rồi, chị Sáu trốn con ngủ con không biết. Ông, nếu ông quyết định bắt nó khai á thì cứ đánh tôi đi. Ông nói tôi là người không biết dạy con thì tôi mới là người đáng đánh hơn nó. Ông đánh tôi đi. Bà muốn vậy hả? Bà nói có lý đó. Mày dám cứng đầu với tao, tao sẽ đánh má mày. Tao sẽ cho má mày ba roi để coi mày còn dám cứng đầu với tao không. Ngươi! Bà, con lại bà. Bà đừng đánh má con xin gài. Như vậy đó là con hiểu, con biết. À, vậy bây giờ con khai đi. Con khai thật xem là con Sáu nó đâu hả? Nếu con khai thì ba cũng tha cho con à. À, cái đó còn tùy ở mức độ thành thật của con. Nào khai đi. Nè sao? Con Sáu nó đâu? Sáu rủ con, mà con sợ ba đánh nên con không dám. Mà Sáu nói nếu con giữ bí mật đến cùng, sau này thành bộ đội thì Sáu sẽ về đón con. Vậy à? À, vậy nếu bây giờ mà nó không trở thành bộ đội thì sao? À, chị nói nổi cái vụ này nè, là hai chị em bị nhốt một chỗ, mà nỡ lòng nào nó bỏ con nó đi một mình.
Cái vụ đó là thiếu đạo đức trở thành bộ đội rồi. Đó, con thấy không? Lúc hoạn nạn mà nó còn như vậy, đến khi ngon lành nó còn như thế nào nữa? Con thấy con dạy chưa? Tại vì sao hứa? Vậy là nó đã lừa dối con rồi. Bà đã cấm cửa nó thì làm sao mà nó về rước con được chứ? Con nghĩ coi, bà nói có đúng không? Giờ nó đâu? Con nói thật đi. Bà biết chắc nó chưa liên lạc được nên không thể đi một mình. Nó vẫn chưa qua sông. Nhất định nó phải trốn ở đâu đó để chờ cơ hội. Con nói bà tìm được, bà không được đánh chị sao? Được, được. Bà hứa là bà sẽ không đánh một roi. Nói đi con. Sáu đề phòng ba đuổi đến tận chỗ bộ đội, nên sáu tạm trốn ở nhà chị ba một thời gian. Chừng nào mà ba không đi tìm nữa thì sáu mới đi tìm bộ đội. Chị sáu đang ở nhà chị ba đó ba. Ba nào? Dạ, sáu. Sáu đang ở nhà chị ba, nhà mình đó. Nhà để tao loạn rồi. Bay đâu? Qua nhà con ba bắt con sáu về cho tao. Ông. Mua này. Ba. Con, sao con dại quá? Làm sao ba con dám đánh má mà con tin hả con? Bảy, sao bảy lại khai sáu ra chi vậy? Bảy hại sáu rồi, giờ tính sao đây? Đã giữ khí tiết thì phải giữ cho tới cùng. Vậy mà cũng đòi đi bộ đội. Ông hai dẫn quân đi đâu sớm vậy? Đi tìm mấy con trâu sống chuồng. May quá gặp ông ở đây. Quân phàn có một số thương binh tập trung ở quỹ ban đông quá. Nay xã yêu cầu các nhà kinh tế khá đón về nuôi đỡ. Khi nào em khỏe lại sẽ trái về đơn vị. Cậu này là ba bé, bị thương khá nặng. Con chọn nhà chú. Vì nhà chú, chị ba biết nghề y tá. Thôi khỏi dài dòng, mời thương binh tôi cũng nuôi. Không, bây giờ cứ mang vô nhà gặp bà thu xếp. Bây giờ tôi đang bận, bà cũng chu đáo hơn tôi, thông cảm nha. Dạ. Em đang chạy vì sợ đạn bắn lung tung. Gặp anh bộ đội bị thương, tay cầm trái lựu đạn, nhận ra em không phải là địch, gọi em lại rồi dạy cách rút chốt. Chỉ em thấy chiếc tàu, em hiểu liền là chiếc tàu mình vừa thấy. Vậy là em bò tới bờ sông, thấy bọn tay đang bắn về phía bộ đội mình, không để ý gì tới em hết. Anh chị biết sao không? Em bèn ném liền rồi cắm đầu chạy thục mạng. Em nghe ầm một tiếng, em sợ quá quay lại nhìn, thấy chiếc tàu bốc cháy lửa ngút trời luôn. Mày xạo cũng phải chừa chỗ cho người ta tin. Hồi về người xanh như tàu là úa. Nè, chắc là dì Sáu sợ ba còn hơn là sợ tay ăn be chứ gì. Em mà nói dối cho Thiên Lôi đánh em chết liền bây giờ đi. Tao là Thiên Lôi đây. Giỏi thiệt. Về nhà ngay. Đi. Tao sẽ hỏi tội chúng mày về cái vụ nối giáo cho giặc. Đi lẹ lên. Quỳ xuống. Dạ. Quỳ. Nào rồi. Ba. Ba đã nói là ba không có đánh chị Sáu mà. Tao đã nói thì không bao giờ tao nuốt lời. Nhưng đã là con cái, đứa nào chống lệnh thì tao phải trừng trị. Nếu không, tao không phải là cha của chúng mày.
Con vậy à? Hận ba, đừng khóc nữa con. Vài tháng nữa nó sẽ mọc lại như cũ thôi. Má. Xin chào hai ông. Xin chào bà tiểu đoàn trưởng và quốc đoàn. Thế nào, tình hình tốt chứ? Dạ, tôi không gặp được chồng tôi. Dạ, anh đưa tiểu đoàn qua sông mấy ngày nay rồi. Tức là trong ấp không còn một bóng một tên Việt Minh nào à? Thưa, chỉ còn một số thương binh nặng không đi được, phải gửi tạm ở các nhà dân. Tháng sau tôi lại tìm đến và vận động ảnh về cho bằng được. Tốt lắm, cảm ơn bà. Lúc nào chúng tôi cũng mở rộng vòng tay để đón ông nhà. Anh trao tiền thưởng cho bà tiểu đoàn trưởng. Tặng cô. Xin cảm ơn hai ông. Còn sốt cao lắm. Chân thì bớt nhiều rồi, nhưng đến hôm nay người dân còn sốt cao. Có lẽ bị nhiễm trùng nặng ba. Nói Úc Tánh chuẩn bị xuồng, để tối ba đưa nó ra bác sĩ Hiệp ở ngoài thị xã. Cô sợ nguy hiểm? Mạng sống con người nguy hiểm mấy cũng phải cứu. Ông ơi, tôi có chuyện muốn nói với ông. Tôi cấm bà nói chuyện con Sáu không phải với tôi. Ông cấm tôi cũng nói nữa. Hôm nay là ngày thứ năm rồi mà con Sáu nó nhất định không có chịu ăn. Giờ phát sốt phát bệnh, người mềm quặt như tàu lá chuối. Ông tính sao bây giờ? Nó có đủ trăm trò, không gì gì phải lo cho nó. Bảy, con đi lấy khăn ướt cho ba lẹ lên. Dạ. Bà lấy mật ong đổ ra ly rồi pha ít rượu mang ra đây cho tôi.
Tôi tưởng bà vẫn lén tiếp tế cho nó. Tôi vẫn tiếp tế, nhưng chỉ mình con bãi ăn. Còn nó thì nhất định tuyệt thực. Tôi biết làm sao. Con nằm nghỉ đi cho khỏe. Ba chịu thua con rồi. Con ráng ăn cho khỏe. Rồi con muốn đi bộ đội lúc nào, ba cũng chịu. Bà với con Bãi đi ra ngoài, để cha con tôi ở lại đây. Ông á, mà còn đối xử nặng với nó nữa đó, thì tôi bỏ nhà đi luôn đó. Thì tôi đã nói rồi, tôi thua nó rồi. Thua luôn cả bà và lũ đàn bà con gái nhà này. Bà muốn gì nữa? Ba tự thấy, ba cũng có điều không phải biết con. Nhưng con và con Bảy có hiểu lòng ba không? Nếu không thương con, sao trong 13 đứa con gái, ba chỉ cho con một mình con ra thị xã học. Không thương con, kỳ vọng ở con, sao con là thứ sáu, ba lại giao cho con tay hòm chìa khóa trong nhà. Con biết yêu nước ghét Tây, còn ba thì không mà. Con đã thấy ba ủng hộ kháng chiến như thế nào. Ba tự đưa anh hai đi tổng quân đánh giặc, con biết mà. Nếu còn trẻ, ba cũng đi vệ quốc đoàn đánh tay chết bỏ. Nhưng việc đi đùng ngoài mặt trận không phải là của đàn bà con gái. Đời bộ đội chinh chiến sướng ít khổ nhiều. Ba phải đánh con, sợn tóc con, đốt hết quần áo, cũng chỉ vì thương con. Không muốn phần gái Mai Hồng phải sống nơi bom rơi đạn lạc, mà nam nhi lưng dài gánh vác còn khó. Nay con quyết đi, ba đành bằng lòng. Con ráng ăn cho khỏe, rồi ba sẽ dắt con đến đơn vị bộ đội để gửi gắm. Lỗi ba. Má vô xin ba cho con đi luôn đi. Ba đang vui mà vô xin luôn đi, còn nhờ má làm gì. Đi. Ủa, có chuyện gì vậy hả? Ba ơi, ba cho con đi luôn với chị Sáu đi ba. Hả? Mày còn nhỏ, chưa đánh đã khai, ở nhà. Để chị Sao đi trước, mai mốt mày đi cũng được. Nhưng mà con... Mày mà cứ đòi đi á, thì hai đứa ở nhà khỏi rắc rối. Chị sướng rồi nha, vậy mà chẳng thèm nói giúp em một câu nữa. Bác sĩ Hiệp ở ngoài thị xã cũng là bà con, là cơ sở của Việt Minh. Con ra ngoài đó điều trị một thời gian, khi nào con đỡ, tí sẽ cho người rước về. Ra ngoài đó cũng an toàn như ở đây à? Ra bác sĩ vài bữa là khỏe lại thôi. Ba ơi, ba định đưa ảnh ra Bưng hả? Biết cái gì mà tò mò.
ra coi thằng Út chuẩn bị sườn xong chưa. Lẹ lên. Dạ. Sơ tán ngay, tay sắp càng vào ấp. Sao không biết mà không cho tụi nó hay? Nói làm gì cho mọi người hoang mang, lẹ lên. Báo hết tất cả chưa? Tôi báo hết rồi. Vậy đi, đi lẹ lên. Tôi với sao phải sao? Bà cũng đi luôn. Ba, ba, ba. Hả? Con có đi không ba? À, mày sửa soạn qua nhà chị ba luôn. Chị Sáu có đi không? Đi tất cả. Dạ. Chị ơi, vậy có chuyện gì vậy? Tay đi càng. Ba nói phụ nữ con nít qua nhà chị ba hết. Nếu mà tình hình xấu thì dọt qua sông luôn. Em xếp đồ cho chị đi. Chị ngồi yên nó đi để em làm cho. Chị làm được mà. Còn người y ra đó làm gì? Bộ không muốn đi hả? Chị thì ba cho đi, còn em thì không. Hay là nhân cơ hội này chị em mình cùng trốn luôn. Mày nói chứ không phải tao nói đâu nha. Sao mày hứa với ba là mày không đi nữa? Tại bữa đó em sợ má bị đánh, em mới hứa đại. Chị thì sướng rồi. Không lẽ chị muốn bỏ em ở lại hay sao? Mày đi chỉ dướng chân tao thôi. Thôi được rồi. Nếu mày đã quyết thì tao với mày sống chết có nhau. Mau đi, mau đi. Mau đi. Lấy đèn ra đi, lấy đèn của mấy nhỏ, đem ra ngay kia kìa. Đi. Trời ơi, sao lâu vậy? Lẹ lên. Còn sao đạn yếu, còn phải phải cõng nó, đừng để đường xa thêm bệnh nghe không? Lẹ lên. Tin là không có chuyện gì xảy ra, chứ giờ kêu tao lội, tao lội cũng được nữa đó. Ui da. Sao thì giả bộ, còn súng lưng em cũng nghĩ ra đi nè. Tao phải trừng trị mày vì cái tội phản bội. Cứ bình tĩnh, để mặc tụi đối phó. Nhưng mà ông phải mềm mỏng một chút, chứ đừng nóng quá mà chọc giận tụi nó. Các chú muốn gì? Tôi muốn bắt hết bọn thương binh đang ở trong ấp này. Hiện nay trong nhà đang có một thằng. Biết điều thì kêu nó ra đây. Cho các chú lục soát ở trong nhà,
nếu có một người thương binh thì cây mã tấu này các chú cầm chặt đầu hai lửa, còn không thì cây mã tấu này chú cho anh xử thế nào? Thưa trung úy, tin mật báo rất chính xác, có thằng Việt Minh ở đây. Có chuyện gì vậy? Ông này nói nếu khám có thương binh thì cầm cây mã tấu này chém rơi đầu ổng, còn nếu không ổng chém đầu tôi. Tôi biết trong nhà ông không có thương binh, xin lỗi vì có sự nhầm lẫn. Rút. Tóc kiểu này mai mốt trở lại bình thường sướng hơn. Sáu ơi, Sáu làm đàn ông luôn đi, tóc ngắn giọng khào khào, xin đi bộ đội có khi còn dễ hơn á. Trông con Sáu như vậy không ai nhìn ra là con gái nữa. Con Bảy vừa nói giỡn nhưng em thấy có lý, có khi giả làm đàn ông lại dễ xin đi bộ đội hơn. Nè đừng có nói giỡn, bà biết là ăn đòn đó. Em đã quyết định rồi, có lộ ra cũng chẳng có ai phạt gì đâu mà sợ. Phải là đàn ông mới dễ xin đi bộ đội đánh nhau. Đây là ở đâu hả Sáu? Cần gì phải biết đây là đâu, tao chỉ cần đúng nơi có bộ đội và càng xa nhà càng tốt, để không ai biết tung tích của tao. Lạ nước lạ cái, em thấy ngán lắm. Có tao đi bên cạnh, việc gì mà ngán? Đứa nào ăn hiếp bậy hả? Tao bẻ cổ nó cái mồm. Giờ đi đâu vậy? Đi vô chợ với tao. Để chi? Tao mua mấy trái kimô, rau răm với bạc hà. Chị ba đã dặn trái kimô với rau răm uống cho tắc kinh, còn bạc hà để giữ mãi cái giọng khào khào của tao. Trên đời này không có ai như chị hết. Chỉ cần được cầm súng đánh tay, làm gì tao cũng làm.
Dạ, ba mới tới. Ba. Còn sao con mày đâu? Dạ, con mời ba vô nhà uống nước. Thấy chúng nó đâu? Tao đã ngửi thấy mùi khác thường từ bên nhà, mới qua đây. Giấu chúng nó ở đâu? Nói thật đi. Thưa ba, con xin lỗi ba. Hai đứa đã qua sông lén đi bộ đội rồi. Chúng nó đi bộ đội rồi à? Chúng nó đi thì từ đây vợ chồng mày phải tìm bằng được chúng nó về. Nếu không, đừng có trách tao xử ác. Đằng nào ba cũng cho con Sáu nó đi rồi, còn con Bảy phải ở lại, nên chúng nó phải trốn đi. Hai đứa nhờ con xin lỗi ba má giùm. Dạ thưa ba, con mời ba vô nhà uống nước. Tao không thèm uống nước nhà của chúng mày. Phải lôi cổ chúng đi về, nếu không tao sẽ tự lôi hai đứa. Thưa ba, nhưng mà tụi con đi bộ đội là vì nước vì nhà, chứ không thể coi cha mẹ không ra cái thứ gì. Thưa ba, nhưng mà có phải má tụi bay nói giáo cho nên vợ chồng mày mới dám làm giặc để chúng trốn thoát khỏi nhà phải không? Dạ thưa ba, má con hoàn toàn không biết gì hết. Dạ thưa ba, tại các em năn nỉ quá nên tụi con thấy thương. Thương? Thương cái gì? Tụi bay có hiểu cái đầu tóc nó như vậy mà nó đi khắp thiên hạ là nó có cái ý làm nhục tao phải không? Chúng mày không đưa được hai đứa về thì chớ có nhìn mặt tao nữa. Nhìn gì mà nhìn dữ vậy? Lúc đánh nhau với bọn cướp, tao có khi nghe mày xưng bằng bà, có khi xưng là chị. Bụng hùng hay sao mà phải xưng bà xưng chị với chúng? Nói thiệt cái tụi bay á, ông bà già con Bảy bắt con Bảy ở nhà lấy chồng, tao thì lấy vợ, nên hai đứa đành trốn đi bộ đội đó. Trời ơi, sao giống tao với thằng Mười Lì quá vậy? Đúng đó, tụi tao thích đánh tay hơn là ở nhà lấy vợ, không muốn bám chân đàn bà nhục chí Nam Nhi. Đúng, phải sống sướng Nam Nhi, không lụy hồng quần. Tao không lụy mà còn ghét đàn bà, đời tao chưa thấy đàn bà nào đáng yêu hết. Bộ má anh, các chị em gái của anh cũng ghét hả? Ông bà già bị tay giết lúc tao mới 1 tuổi, ông bà già còn chưa biết mặt, lấy đâu ra chị em gái mà ghét với lại thương. Thôi đừng có chấp nó em ơi, nó yêu một cô gái ở cùng làng quê, rồi hai đứa hẹn ngày chừng nào đánh thắng tay á, nước nhà độc lập thì trở về cưới. Ai về mới đi có 3 tháng à, thì nàng ở nhà đã bị ông già ép gả rồi đó. Rồi từ đó trở đi á, bạn tôi á, nó thù đàn bà còn hơn thù tay nữa. Về chỗ này á là vui vẻ liền hả? Nhìn kìa, phải công nhận ha. Đẹp quá, dân ở đây á ai cũng thương mình hết á. Công nhận hồi nãy mấy cậu đánh hay thiệt. Không hay sao dắt mày về đây mày? Mới về anh Chính? Ừ. Khỏe anh Chính? Ừ, khỏe. Dẫn người yêu về chơi hả? Ê, đừng có giỡn mặt nha. Thôi, kệ đi, bỏ đi. Đi làm cái gì? Họ có nói gì mà kệ họ. Sao chị, à, anh cứ hay sinh sự à? Ba ơi, hôm nay ở nhà có khách quý nha ba. Ông Sinh, ba đâu em? Chào các anh, chào chị. Ủa sao nó về sớm mà giờ này các anh mới về? Ba em đi công chuyện rồi. Để mình giới thiệu, đây là Út Sinh, con gái ông Ba Ngân, và cũng là ông già kết nghĩa của tụi mình, nên Út Sinh mình coi như em gái. Còn đây à, anh em Sáu Tân, Bảy Lành, bạn cùng quê, vừa gặp ở chợ á. Anh dắt về đây để em coi mắt. Sao, ngó bộ anh Sáu Tân ngon lành không? Sao, nếu mà em chịu, anh nói với ông già bắt nó ở rể luôn. Anh Chính kỳ ghê, em không thích giỡn vậy đâu. Anh Sáu, chị Bảy đừng có nghe lời anh Chính. Nè,
Nói chứ em có chồng sắp cưới rồi nghe. Hay là mình đi nơi khác đi ha. Bây giờ hai cậu cứ ở lại đây tắm rửa nghỉ ngơi đi. Tối nay gặp đại đội trưởng coi anh nói làm sao rồi mới tính. Chị đem sách đỡ cho rồi vô nhà nghỉ. Nhà chỉ có hai cha con à, thoải mái lắm. Sao? Vô đi rồi hãy tính. Tối nay Bảy ngủ với em ở trong kia. Còn Sáu thì ngủ ở cái phản này chung với hai người anh của em. Nếu không thích thì vô ngủ với ông già. Sáu sao giờ Sáu? Tôi ở nhà quen ngủ một mình rồi. Bây giờ thì thôi sao cũng được. Đời bộ đội được ngủ nhà dân ngày nào là tốt ngày đó rồi. Chứ vô bưng hả? Nằm bờ nằm bụi. Nhưng mà vẫn cứ ngon lành nha. Út Sinh. Dạ. Em ra đây, em luộc con gà này cho anh. Chiều nay anh đãi khách nhậu. Dạ. Ủa sao không cởi áo ra đi? Nghe nói á, cậu nhậu dữ lắm phải không? Đánh giỏi dữ mà nhậu cũng dữ phải không? Thôi được rồi, tối nay nhậu để biết tài ai cao ai thấp. Nè, cởi áo đi, ngại ngùng gì? Cứ như ở nhà tự nhiên đi. Ở nhà tôi còn không ở trần, nói gì chỗ lạ, kỳ lắm. Còn nhậu thì chút chút. Tắm được đâu, để tối tắm đi. Sao thấy cái vụ giả trai này khổ chưa? Tối nay sao ngủ với ai cũng chết. Tao đâu có ngờ lại gặp hai cha này giữa đường. Nhưng nếu mà không giả trai á thì làm sao thành lính chiến đấu. Thay kệ, tới đâu tính tới đó. Nhưng từ nay mình phải giữ gìn cẩn thận hơn đó. Tối nay em thấy ngán muốn về nhà lắm rồi. Tao quyết giả trai đi bộ đội cho bằng được. Ngoéo nè. Dạ thưa ba, con mới về. Ủa, mới về hả? Dạ. Khỏe không? Ba khỏe không? Ba ơi. Ơi. Thằng ba bé nó về nè. Con. Dạ chào má. Vô đi con. Ba bé về rồi. Em mới về hả? Con có khỏe không? Dạ, cảm ơn ba má đã cứu con. Vết thương của con đã lành hoàn toàn rồi. Đâu, đâu, đâu? Nè, có quà cho cả nhà nè. Thử thử thôi. Có quà nữa. Ba ơi, mang cho ba chai rượu. Sau trận càn cất gió thương binh thất bại của thằng Tây Anh Bè, thằng Tư A tiểu đoàn phó của Bãi Phàn, nó kể chính con là người đã ném lựu đạn làm nổ tung chiếc tàu của Tây Anh Bè. Nhờ vậy mà tiểu đoàn mới chuyển bài thành thắng đó nghe. Tiêm mừng đã cứu một người anh hùng. Ha, nay con uống ly rượu này gọi là ly rượu tiêm mừng người anh hùng. Ba mừng con thoát nạn trở về, con uống ngay. Nhưng mừng con đánh cháy tàu Tây, con không dám uống. Bộ mày chê rượu tao dở hay sao? Thưa ba, thưa má, chị ba, kỳ thực con không phải đánh chìm tàu. Khi nhận được lệnh của anh Tư, con ráng lao về phía chiếc tàu thì bị trúng đạn. Con ráng bò nhưng máu ra nhiều quá nên sức bị kiệt dần, mắt con cũng không nhìn thấy. Vừa lúc đó con đụng phải một cô gái. Mắt đã không thấy gì thì làm sao mà biết trai hay là gái. Nghe giọng nói cô ấy, khi đưa lựu đạn con nắm được bàn tay. Con biết ngay là gái. Lúc đó con chỉ kịp kêu cô ấy giật chốt rồi ném ngay vào tàu. Sau đó con xỉu luôn. Con không biết cô ấy đánh tàu như thế nào. Có nghĩa là đã có một người nào đó ném thay con trái lựu đạn, phải không? Bây giờ con uống giùm người anh hùng ly rượu đó đi. Uống đi mà. Cảm ơn ba. Nhất định con sẽ tìm bằng được người hoàn thành nhiệm vụ thay con. Con tính khi nào trở lại đơn vị? Anh Tư đã lệnh xuống phân công con ở lại sát nhập du kích địa phương. Vậy à? Dạ.
từ nay con sẽ thuộc biên chế huyện nhà. À, tốt. Dạ. Vậy thì uống chung với tía ly rượu này, phải không nè? Và từ nay đây sẽ là nhà của con. Uống đi con. Đúng đó con. Anh Ba Bé, nhớ tôi không? Trời, sao lại không nhớ? Không có cậu, tôi đã lọt vào tay thằng ăn bé rồi. Nhớ rồi thì đi nhậu được không? Giờ tôi vô du kích rồi. Nghe nói anh thuộc quân sói ở lại, anh em nói tôi tới mời anh. Thưa ba, xin phép ba, xin phép má, em đi xíu nha chị ba. Đi. Nói vừa nói, đứa con gái nào mà gan cùng mình dám đánh chìm tàu tay anh bé vậy? Nó không phải là thằng xạo, nhưng năm nay nó cũng ngoài 30 tuổi rồi, lại chưa có vợ. Đụng ai nó cũng khéo tưởng tượng là con gái, vậy mà bà cũng tin nó làm sao? Rồi mai mốt nó lại kể, người nó gặp hôm nọ là vợ chưa cưới của nó. Tròn coi. Không lẽ nó vừa hết bệnh trở về tôi... Nhưng cái gì? Trời thì tối như mực, tiếng sung lớn, tiếng sung nhỏ, nổ in tai, thì làm sao nó nghe rõ tiếng nói là con trai hay con gái? Mà một đứa con gái bình thường làm gì biết ném lựu đạn. Tao sẽ đem một trái về đưa cho lũ con gái nhà này, đứa nào mà ném nổ thì tôi sẽ thưởng. Đâu mà thử chọn cho tôi coi đứa nào dám ném, đến tôi có được thách cũng chịu thua. Có lẽ chính thằng ba nó ném, nhưng nó khiêm tốn nên nó không dám nhận. Từ ngày lấy nhau đã có 14 người con, tôi với bà chưa có lúc nào ngồi đối tử. Hôm nay tôi với bà cùng uống một ly tình nghĩa đi. Mà tôi định chọn thằng ba cho một đứa nhà này, mà không hiểu ý bà thế nào. Quá ra ông tốt với thằng ba về chuyện đó. Thôi tưởng có uống đâu. Uống đi bà. Thôi. Uống đi. Thôi. Thưa anh Bảy, lệnh anh Hai chỉ có cán bộ chủ đoàn vô họp thôi. Đây là vợ của tôi, anh Hai thủ và tám thì đều biết mà. Mong anh thông cảm. Thôi em về ghe đợi anh. Chào đồng chí. Mời đồng chí vào. Tôi mới được trên cử về phụ trách chính trị trung đoàn. Hôm nay triệu tập các đồng chí để phổ biến một số tình hình mới. Vô quân Pháp, ngụy bắt đầu tăng cường quân lực với lực lượng lớn, chia vùng chuẩn bị tấn công ta bằng các chiến dịch. Tình hình trở nên phức tạp, lực lượng của chúng ta ở đồng bằng không thể tập trung ở thế gia bêu với địch như trước, mà chuyển sang phương án chia nhỏ ở rộng kết hợp với du kích địa phương. Còn lực lượng chủ lực rút hết vào tập trung huấn luyện, chuẩn bị cho các chiến dịch lớn toàn vùng. Chủ trương như vậy có phải trên sợ tay không? Anh giải thích cho mọi người nghe đi. Đây không phải là sợ, mà là cái nhìn toàn cục. Từ thực tế mặt trận toàn quốc và sự cần thiết phải che giấu và bảo toàn lực lượng, cho đến khi chúng ta cần tung ra những cứu đoàn chiến lược quyết định. Tôi phản đối việc đưa tiểu đoàn vào bưng. Vào bưng thì làm sao người nhà đi thăm nuôi lính được hả? Tất nhiên là sẽ có nhiều khó khăn về đời sống khi chúng ta tạm xa dân, nhưng đây là mệnh lệnh chúng ta phải thực hiện. Mặt khác, tôi cũng xin nói, những bộ phận ở tại địa phương vẫn thuộc tiểu đoàn, nhưng quá trình hoạt động đánh địch
phải phụ thuộc vào đường hướng lãnh đạo của địa phương. Đây vốn là đề xuất của anh Tám Thi từ năm trước nhằm vô hiệu hóa tôi. Tôi đã phản đối quyết liệt, không hiểu giờ sao trung đoàn lại nghe. Người đang thiếu bị xé lẻ hai nơi, lực lượng trực thuộc ở lại địa phương, chúng tôi lấy đâu ra người mà đánh lên? Anh tưởng tôi thích à? Trong khi tiểu đoàn của tôi là tiểu đoàn cơ động, trong tình hình mới tiểu đoàn của tôi sẽ gặp khó khăn nhiều hơn tiểu đoàn của anh chứ. Xin các đồng chí bình tĩnh. Đồng chí cứ đưa tiểu đoàn vô bưng theo lệnh, khi nào vào chiến dịch cần bổ sung quân số bao nhiêu chúng tôi sẽ cung cấp đủ. Vậy là tôi thua anh một bài rồi nha. Đại đội trưởng Tư B rất là nguyên tắc, nhưng mà biết tính ảnh thì thoải mái lắm. Ảnh là đồng hương với tao, có gì á hay đứa bay chỉ ừ à thôi, mọi chuyện để tao lo. Tâm sự anh em tôi trông cậy vô anh đó. Mày yên tâm, ngoại trừ hái sao trên trời á, chuyện gì mà tao đã tính á, tao làm được. Trời cho mình gặp mái rồi, mấy anh trả đang nhậu ở trong trống, chắc chắn là được. Sao vậy? Không phải là nhậu mà là họp, có cả anh Tám với anh Ba trên tiểu đoàn xuống, chắc là sắp đánh lớn. Thôi mình về, ngày mai mình tới. Sao vậy? Anh Tư thì thoải mái, chứ anh Tám Thi lính lên đây gặp ảnh mà có mùi rượu, ảnh tống cổ ra liền. Với lại ảnh tối kỵ nhận phụ nữ. Sao hồi sáng ở chợ mày nói mẹ không phải bộ đội Tám Thi? Ai hỏi cũng nói đơn vị, thì còn bí mật cái mẹ gì nữa. Nếu là chỗ anh Tám, thôi mình về đi sao? Anh Tám quá rành nhà mình còn gì. Ừ. Tụi tao không thích bộ đội anh Tám, mai mày chỉ đường, tụi này đi tìm bộ đội khác. Bộ đội Tám Thi qua danh khắp vùng, đánh đâu thắng đó, được làm lính anh Tám không sướng hơn hả? Thôi về đi rồi ngày mai tính. Ai đó? Chính Đen đó phải không? Chưa vô đã về là sao? Dạ, thưa anh Tư, em có hai anh em đứa bạn là người cùng quê mà muốn gặp anh, nhưng mà lên đây thấy anh đang họp, em tính để sáng mai mới lên. Muốn đi bộ đội chứ gì? Dạ, tụi nó là bạn thân của em. Ê, đừng có vô. Anh Tư chính là người thủ võ với chị, hôm hai đứa mình qua ấp Thành An để xin đi bộ đội đó. Chết cha rồi. Ra đưa hai đứa nó vô đây đi. Dạ. Hèn gì tao thấy quen quen, thôi rút cho lẹ đi. Ê, đi đâu đó? Hên rồi, liêu đi đứng đây làm gì nữa. Đi vô trong trọng đi, có gì á tao nói với anh em cho, chắc ăn 100% rồi. Đừng sao, lộ ở đây là chết với ba đó. Giờ có trốn cũng không được với Chính Đen, cứ vô đại đi rồi tính. Dạ, em chào mấy anh. Dạ, chào anh Ba. Dạ. Ủa, tưởng ai? Người quen cũ đây mà. Hôm ở Thành An tôi từ chối thẳng thừng rồi, sao cô còn mày mò qua tận đây? Trốn nhà đi nữa hả? Dạ. Dạ không phải trốn, mà má em với chị em cho đi. Coi chú rất quen, hào hào giống nhỏ Sáu. Tôi chưa gặp anh lần nào. Hôm đó là chị Sáu của em, còn đây là anh Sáu của em mà. Tôi dân trinh sát, chưa bao giờ nhìn lầm người. Chuyện gì đó? Báo cáo anh, đây là con Bảy, em anh Hai Thủ, con gái của ông Hai Lửa bên Thành Vĩnh, Thành Phước. Hôm anh Tám đi đánh tay em Ba, anh Hai Thủ có đưa nó và chị nó xin vào bộ đội. Tụi tôi đã từ chối dứt khoát theo ý của anh, vậy mà hôm nay nó lại đến nữa. Còn chú mày là con cái nhà ai? Dạ, em cũng là Sáu, nhưng là Sáu trai, anh nhỏ Sáu gái. Mà là anh ruột à? Dạ, thưa đúng, anh ruột á. Tôi biết ông Hai Lửa có 14 đứa con, toàn là con gái, chỉ có Hai Thủ là con trai. Vậy còn mày lọt ở đâu vô mà thành con ruột? Dạ,
Em là con cùng cha khác mẹ, má em ở ngoài thị xã. Em với nhỏ Sáu sanh cùng năm, em là con thứ ba của má em, nhưng ba em vẫn gọi là Sáu cho dễ nhớ. Rồi hai đứa có giấy tờ gì không? Dạ có. Có cả giấy chứng nhận của ủy ban xã Thành Phước. Trần Quang Tân đúng là tên con trai. Trần Quang Lành, sao tên con gái lại không có lót chữ Thị chính giữa? Thưa, ba em chỉ đệm chữ Thị cho chị Ba, chị Tư, chị Năm, chị Sáu nhỏ. Vậy chú mày có biết vào bộ đội tắm thi là phải giỏi võ không? Thưa, em xin học sao ạ? Sao tự nhiên lại đánh tôi? Xin lỗi nghe, tôi muốn thử cho em chút thôi mà. Giỏi, chú em đẩy được Tư Bê ngã sóng xoài trên đất, vậy là khỏe đó. Tôi quyết định nhận chú em này về đại đội của tôi. Còn em chắc là phải về nhà quá, vừa ít tuổi lại là con gái. Sáu, Sáu xin cho em đi, từ từ rồi tính. Nghe nè cô Bảy, hai thủ có gửi mày với con Sáu cho tao, nhưng đây là tiểu đoàn chiến đấu, không thể nào nhận phụ nữ được. Với lại có nhận thì ba mày cũng dặn cổ tao. Thương mày ham đi bộ đội, tao có cách này. Đây là ba Mạnh, ngày mai vô Bưng học. Nếu mày đồng ý học y tá thì theo nó lên, còn không á thì khăn gói về nhà. Vậy là em với Sáu không được ở chung với nhau. Cái con này giờ này còn rắc rối nữa. Em thay mặt nó đồng ý với anh Tám. Con Nam đâu? Mang cho tao ra được. Ông ơi, ông uống đã hết hai chai rồi. Uống bao nhiêu là việc của tôi. Ngày nào ông cũng uống như vậy, tôi rầu đến rã ruột, chắc tôi chết quá đi ông à. Bà đã nói giao cho giặc, bây giờ bà mở miệng trách ai nhà này? Đây không phải là rượu mà là thuốc ngủ, bà hiểu không? Đã bao ngày nay tôi mất ăn mất ngủ. Vậy ông tưởng tôi không lo cho chúng nó sao? Bà mà lo à, vì ai tiếp tay cho chúng trốn nhà? Bây giờ chúng đang ở đâu? Hay là bà biết mà bà giấu tôi? Đã bao ngày nay mỗi khi nghe tiếng súng nổ là tôi muốn phát khùng. Không biết chúng thân gái dầm trường vất vả như thế nào đây. Tôi cũng nhờ bao nhiêu người đi tìm chúng nó cùng con Ba. Con Ba vào tận Bưng gặp thằng Hai, suýt chút nữa là chịu bom đạn chết mất. Bà không tiếp tay cho chúng nó trốn khỏi nhà thì gia đình đâu không thể rã rời như vậy đây. Mà hai đứa có làm sao thì bà đừng có trách tôi. Cái chuyện mà đánh tay đuổi giặc không phải chuyện đàn bà con gái. Tôi xin ông, tôi cũng chỉ vì thương con, giờ ông trách thì tôi chịu. Đi đâu mà rần rần rộ rộ vậy kìa? Đúng là bộ đội của thằng Bãi Phạn. Ông Tánh. Dạ ông cho gọi con. Mày ra nói với Bãi Phạn là chú Hai mời tiểu đoàn bộ về nhà ở, nghe rõ chưa? Dạ dạ.
Ông lạ thiệt à. Mọi khi bộ đội thằng Phàm về á thì ông rào cổng, bây giờ ông cho vào làm sao? Bà là đàn bà biết gì nói, dẹp bà quan bên. Vô đây anh Bảy. Chào chú Hai. Dạ thưa, đêm nay tụi con về ấp, không dám làm phiền chú. Dạ không biết lấy gì cảm ơn khi được chú Hai kêu. Chào tất cả. Dạ. Bây giờ tía nói với thằng Bảy và tụi bay nghe vậy nè. Tao sẽ tặng một con bò cho tiểu đoàn để ăn mừng ngay đêm nay. Ha, Út Tánh. Dạ. Vô chuồng dẫn con bò đen giao cho lính thằng Bảy. Ha. Dạ. Thôi lẹ lên. Ba ơi, tụi con đang hành quân chuyển dùng, chứ đâu phải thắng trận mà ăn mừng. Hẹn khi khác nghe ba. Ăn mừng gặp mặt. Dạ. Ăn mừng tình quân dân không được sao? Hả? Mà bò của tao sao mày lại tiếc? Dạ con. Còn thằng Phan và tiểu đoàn bộ sẽ đóng quân tại nhà tao. Dạ. Và phải nhậu tới sáng để biết hai lửa này á đã thương là thương tới bến. Bùi Lì ơi, chuẩn bị đồ nhậu, mừng lính mới đi. Ông Sinh. Anh Mười có mấy anh rủ đi chơi chắc về trễ á. Ba em về rồi. Anh Chính tình hình sao rồi? Bí mật quân sự vô nhà rồi nói. Ba, mấy đứa về rồi hả? Dạ. Thưa bác. Thưa ba. Lính mới giới thiệu, đây là Sáu Tân. Con chào bác. Đây là Bảy Lành. Con chào bác. Bạn cùng quê của con. Còn đây là ba Út Sinh. Hồi sáng tao nói là sáng rồi đó. Hồi nãy con có dẫn tụi nó lên đại đội, có cả anh Tám Thi ở trển nữa. Từ nay xin ba cho tụi nó ở nhà mình. Anh Chính nhìn lên bàn thờ mà xem. Lúc mấy anh đi em lo quá trời, nên thắp nhang khấn má về phù hộ đó. Cái gì? Nhờ em thắp nhang má về phù hộ? Vậy chẳng lẽ công anh công cốc hả? Thôi đừng có nói nhiều nữa, vô mở này ra, sắp vô dĩa, tụi anh chuẩn bị nhậu. Bơi. Dạ. Hôm nay tụi con mở tiệc ăn mừng. Là điều thứ nhất á, là Sáu Tân được vô tiểu đội của con. Điều thứ hai nữa là tiễn con Bảy Lành lên bưng học y tá. Vậy à? Con muốn mời ba nhậu chung với tụi con cho vui. Ôi tưởng chuyện gì khó, nhậu thì quá dễ. Dạ. Rồi bây giờ vô nhà ba kêu. Dạ, Út. Dạ. Mua rượu nhậu. Mà nè, từ sáng giờ mày chưa có tắm, hôi lắm đó, đi tắm đi. Anh Sáu ơi, trời tối không quen, đi té đó. Ê, chị ơi, chị đừng có lo nữa. Em biết đường đi ra rồi, để em dắt anh Sáu đi cũng được. Chú Hai cứ yên chí, chú đã coi con là con cái trong nhà. Chỉ ngày một, ngày hai thôi, con sẽ tìm ra hai đứa nó. Chắc chắn là nó không theo thằng Tam Thề, là vì tôi đã đoán trước rồi. Nếu thằng Tam Thề nhận hai đứa thì đừng bao giờ dẫn quân về áp này. Hơn nữa, thằng Tam không nhận đàn bà con gái làm gì cho nàng anh chứ. Con hiểu chú Hai, nhưng chú cứ tin đó con. Nếu ba ngày mà con không báo tin về chú Hai là con sao cũng bậy ở đâu. Con không phải là Lâm Quân Phàm. Tốt. Thằng ba này là lính của mày, nhưng tao cứ nó. Giờ nó được cài về địa phương này, tao coi nó như con tao, con hai lửa. Dạ. Tao tin mày Bãi Phàng à, nhưng mà mày có biết mặt hai đứa chưa? Bảy Lành á thì có biết, nhưng Sáu Tân nó học ở trên thị xã, thành ra chưa gặp. Giá như tía có tấm hình thì tốt. Hình à? Nhà này không có cái vụ chụp hình, mà khỏi cần hình. Tất cả mọi đứa từ thằng Nghe Thủ đều giống ma nữa hết. Riêng con Sáu à, mày biết với ông Tào, mày mà giúp tao tìm được hai đứa, mỗi một lần lính của Lâm Quân Phàm về Thành Vĩnh, dù Bãi Phàng thua trận, tao á, tao có sẽ tặng cho tụi bay
hai con bò. Dạ, dạ. Hiểu rồi phải không? Con hiểu. Hiểu rồi thì hát một bài cho nó có chi ghét. Đồng ý không nào? Đồng ý. À, hai, ba. Đầm về quốc quân một lòng ra đi. Nằm có xa chi một ngày trở về. Ra đi bảo còn trong núi. À, rốt đi, rốt đi. Trời ơi. Nè, cầm ly lên. Chỗ này mày. Nè. Vô. 1, 2, 3. Vô. Uống mày. Bữa nay á, ba cho tụi con tự do. Con cứ uống. Thưa ba, hôm nay ngồi đây có thằng Sáu Tân. Nó được con bảo lãnh. Nhưng mà nó là một thằng anh hùng rất đáng nể. Ba biết không, gặp nó ở chợ á, con không thấy có gì là hấp dẫn hết á. Nhưng mà tới khi nó tung đòn cướp đánh đuổi bọn cướp đồ, lúc đó con với thằng Mười Lì đã khoái nó rồi. Sao nè, mày có biết là tao nể mày ở chỗ nào không? Không biết không? Lúc anh Tư hỏi mày biết võ không, mày nói là không biết. Tao cứ tưởng mày giỡn. Ai về đâu lúc anh Tư tung những cái chiêu đòn độc ra, mày giả ngu mày lãnh hết. Chỉ có những bậc cao nhân mới biết giấu mình như vậy. Lúc đó tao chỉ muốn bái mày làm sư phụ. Chứ còn tao á hả, chưa có ai hỏi tao gì hết. Có bao nhiêu ngón nghề tao khoe ra hết rồi. Anh đi đánh ở đâu? Có đau không anh Sáu? Đem lấy dầu xoa cho anh nha. Thôi dẹp đi, thằng bà con gái biết cái gì mà nói. Tính ra nãy giờ á, nhậu đã hết 4 lít rồi. Ai cũng muốn sai hết trơn. Nhưng mà con nhìn mặt thằng này tỉnh bơ à. Vậy là chắc con phải thua nó một lần nữa rồi. Nhưng mà nói về tuổi tác á, thì tụi con bằng nhau. Nhưng mà nó sinh đầu năm, con thì giữa năm, còn thằng Mười cuối năm. Nên nó vẫn là lớn. Có ba là bề trên chứng kiến. Với ly rượu này, chúng con xin cắt máu ăn thề, kết nghĩa dường dừa. Tôn thằng Sáu làm anh hai, con làm anh ba, còn thằng Mười Lì làm em út. Thề sống chết có nhau, đứa nào dối trá, phản bội sẽ bị ông trời trừng phạt. Tao coi ba đứa như con, tao cũng kết nghĩa luôn. Sáu ơi, đừng có theo nghe. Đi ra, đàn bà con gái, đừng dính vào chuyện lớn. Xin thề, không phản bội. Nếu ai phản bội, trời chu đất diệt. Ba chúng con thề kết nghĩa anh em, sống chết nơi chiến địa. Mời anh hai. Chính em là hình bóng.
chính em là một huyền thoại, bởi chính em là hình bóng quê hương, bởi chính em là một huyền thoại, bởi chính em là hình bóng quê hương.